Bộ sưu tập Santos, một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của thương hiệu Cartier, đã tồn tại từ lâu với sự toàn vẹn trong thiết kế, chất lượng bền bỉ của bộ máy và sự tinh tế trong chế tác. Trong video này, Kỳ Lân Luxury sẽ đưa quý khách khám phá chiếc Cartier Santos The Cartier Medium, mang mã hiệu WSSA-0029, một biểu tượng tiếp theo trong dòng sản phẩm Santos, được xem là một sự đại tu đặc biệt nhất từ trước đến nay. Chiếc đồng hồ Santos The Cartier tạo ấn tượng bởi những đường cong tinh tế của mặt số vuông. Chiếc đồng hồ này phát ra sự hòa hợp hoàn hảo giữa sự lịch lãm và tính linh hoạt. Vỏ được chế tác tỉ mỉ, gợi nhớ đến những làn sóng uốn lượn, thể hiện sự chú ý không tưởng của Cartier đến chi tiết. Mặt số trang trí với các số La Mã, với các đường chỉ thời gian giống như đường ray, tạo ra một cảm giác của thời gian bất diệt. Các kim chỉ màu xanh biển đặc trưng tạo ra một chút cá tính, đảm bảo tính độc lập và phong cách một cách đồng đều. Dưới bề mặt là trái tim của chiếc đồng hồ Cartier, là bộ Calibre 1847MC. Bộ máy này hoạt động ở tần số 28.800 VBH với 23 chân kính, cung cấp khả năng chữ cót trong 42 giờ. Bộ máy này được ẩn sau lớp vỏ đóng kín của chiếc đồng hồ, tạo nên sự ổn định và tin cậy cho chiếc đồng hồ. Dây đeo của đồng hồ Santos The Cartier được thiết kế với các vít trang trí trên toàn bộ, được làm từ thép không dỉ. Dây đeo này rất vững chắc với các vít thép chất lượng. Các liên kết có góc cạnh nhưng không sắc bén, với bề mặt chải và các cạnh đánh bóng tạo ra những đường nét tinh tế của vỏ đồng hồ. Đồng thời, nhà hãng cũng sử dụng dây đeo Smart Link tiện ích, giúp người đeo dễ dàng điều chỉnh độ dài của dây bằng cách nhấn một nút ở cuối mỗi liên kết. Một ghim sẽ bật ra một phần, cho phép bạn điều chỉnh chiều dài vô cùng thuận tiện. Một điểm đặc biệt thú vị của chiếc đồng hồ này là khả năng lựa chọn màu sắc của dây đeo khi mua đồng hồ. Hầu hết các phiên bản đi kèm với dây đeo được làm từ vàng hoặc thép, cùng với một lựa chọn dây đeo bằng da có màu sắc tùy chọn. Dây đeo của đồng hồ không có hệ thống thanh lò xo, thay vào đó là đầu nối Whiswit độc quyền. Điều này cho phép bạn dễ dàng thay đổi dây đeo mà không cần công cụ phụ trợ. Màu sắc của các dây da cũng rất phong phú và bắt mắt. Cartier Santos The Cartier Medium Automatic WSSA-0029 là một chiếc đồng hồ độc đáo, sở hữu sự kết hợp tinh tế giữa sự quen thuộc và sáng tạo. Với thiết kế linh hoạt, đây là mẫu đồng hồ phù hợp với mọi dịp và tình huống, chính là điều làm nên sức hút đặc biệt của dòng Santos. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.